xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng điều khiển chiếc máy xúc đặc biệt đấy nha. Máy xúc đang tiến về phía trước. Máy xúc đang leo lên dốc, một cái dốc rất là lớn. Chà chà. Tuyệt vời. Dín, 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 dín. Kéo cái cần lên. Dín, 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 dín. Chuẩn bị lấy đà. Cần đổ. Nguy hiểm quá. Chà chà chà. Rất là gay cấn và nguy hiểm nha. Dín, dín, dín. Dín, dín, dín. Lùi lại một tí nào. Chà 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 chà. Rất là nguy hiểm. Máy xúc đã bị đổ rồi. Nguy hiểm quá. Máy xúc đã bị đổ rồi. Vậy là máy xúc của chúng ta đã không lên được dốc. Không ăn thua. Chúng ta phải xem nào. Lật lên nha. Bật lên. Máy xúc của chúng ta đã bị đổ rồi.